Hello mọi người, lâu lắm rồi thì bọn mình mới gặp nhau trong một chiếc vlog như thế này nhỉ. Hôm qua ấy, mình có vào trong cái kênh YouTube của mình và chính mình cũng đã không thể tin nổi là cái video cuối cùng mà mình đăng ấy là cách đây tận 2 tháng liền mọi người ạ. Mình cũng không ngờ là cái khoảng thời gian mà mình không e video ấy nó lại lâu như thế rồi ấy. Cho nên là hôm nay là một ngày trong cái kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 của chúng mình sẽ làm chiếc daily vlog. Hy vọng là mọi người vẫn chưa quên mình. Còn bây giờ thì cùng nghỉ lễ với mình nhá. Trời ơi mọi người ơi, đi làm về thấy ngay cảnh tượng này ghi lại, không phải chối. Không hiểu sao hai đứa lúc đầu là nằm chuồng dọc này, mà về đã thấy nằm chuồng ngang rồi, ngồi cả chân rồi, vết ngay là cái gối của chồng. À mọi người thấy là cái giường của mình trông khá lạ à? Có tí quay lại nhưng mà Cami đang mắng bầu nhé. Thế cái giường là phải quay lại thế để tránh nó nhảy lên nhảy xuống ảnh hưởng đến thai nhi. Cái giường không khác gì nhà bóng cả. Cami là mấy tuần nữa là đẻ rồi nên là bọn mình đã phải cạo hết lông ở trên người ấy. Vừa mát mà đẻ nó cũng sạch sẽ nữa. Ê, bạn ơi, dậy đi bạn ơi. Giờ này còn ngủ nữa. Bạn ơi, dậy đi hoặc không thì xoay cái copa cái người lại đi. Nhá. Đang đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nhưng mà mình vẫn có lịch dẫn. Hôm nay là dẫn cà phê sáng. Lại nằm cái dáng đấy được. Ai mà chụp lại ảnh nữa. Thế em sợ chân em ba mà ngớm cái gì. Nên là em phải kiểu chân em phải co lại luôn về phía đằng đấy. Ngày sau hôm nào trong em cũng như là hiệp hội phun thuốc trừ sâu quốc gia. Lúc nào phải vác theo một bình. Trưa nay thì bọn mình sẽ ăn bún bò vì mình đang nghĩ đến một món gì đấy mà chuẩn bị nhanh nhanh và nó cũng nhẹ nhàng thôi ấy. Trong tủ lạnh nhà mình thì vẫn còn rất nhiều đồ từ hôm qua nhà mình ăn bún chả vẫn còn ấy, cho nên là mình đã nghĩ ngay món bún bò. Bún bò Nam Bộ nhưng lại là đặc sản của Hà Nội mọi người ạ. Lần nào mà nhà mình ăn bún chả xong ấy mà còn thừa đồ ấy thì hôm sau sẽ nghĩ ngay món bún bò Nam Bộ. Đấy, tại vì hai cái món này thì nguyên liệu nó khá là giống nhau ấy. Nó chỉ khác nhau mỗi khác nhau mỗi phần thịt là thịt bò với cả thịt lợn thôi. Và quan trọng nhất là mình giải quyết được những cái rau sống rồi này. Vẫn ăn được. Chỉ có mỗi là thịt bò thì nhà mình hay chia vào những cái hộp nhỏ này này. Xong rồi để ngăn đá ấy. Mỗi lần ăn lấy ra cho dễ nhưng mà còn mỗi từng này hơi ít. Chắc mình sẽ ra chợ mua thêm ít thịt bò nữa thôi. Mình cực kỳ thích bún bò Nam Bộ luôn. Món này chuẩn bị cũng rất là nhanh và như là chỉ cần xào thịt bò này và luộc giá thôi. Còn sẽ ăn kèm với rau sống và nước chấm ấy. Thường thì mình sẽ ướp thịt bò với một ít tỏi, hạt tiêu, dầu ăn để cho thịt bò được mềm hơn ấy. Khoảng nửa thìa nước mắm cho thơm và quan trọng nhất là phải có dầu hào. Mình rất là thích dùng cái dầu hào Maggi nấm hương này. Có cái mùi nấm hương rất là đặc trưng. Và khi mà mình ướp thịt bò với cả dầu hào ấy thì nó vừa có màu đẹp nhá, nó có cái màu óng ánh của màu nâu cánh gián ấy. Và cái miếng thịt bò của mình ấy nó sẽ rất là mềm, ngọt và có cái hương vị rất là ngon. Dầu hào này thì được làm từ nấm hương tự nhiên ấy, cho nên là mình có thể dùng được cả món chay và cả món mặn. À đúng rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người một món mà chúng mình rất là thích ăn kèm với cả bún bò Nam Bộ hoặc là bún chả. Đấy là nộm rau muống chẻ mọi người ạ. Khoảng từng này rau muống ấy thì mình chỉ cần ướp với một chút gia vị này, khoảng 2 đến 3 thìa canh nước mắm, thêm nửa thìa giấm, nửa quả chanh.
khoảng 2 đến 3 thìa đường. Xong rồi mình thêm tỏi này, ớt này, lạc vào rồi mình trộn đều lên. Cái hộp ớt này là ớt Thiên Hỷ mà bọn mình mua ở Huế. Thơm lắm ý, cho vào món gì cũng hợp, nhưng mà siêu cay luôn. Trộn thôi ạ, thấy thơm rồi đấy. Nếu mà mọi người không thích cái vị rau củ rau muống trẻ mà ăn sống ấy thì mọi người có thể trần qua nước sôi một tí. Nhưng mà mình thì mình thích ăn kiểu giòn và mình rất là thích cái mùi rau muống trẻ sống sống này này. Nên là mình trộn luôn, không cần phải trần qua nước sôi nữa ạ. Mọi người có thể tiếng nhai không? Mình xào thịt bò lúc nào mình cũng sẽ để lửa to nhất. Sau đó mình sẽ phải đảo rất là nhanh tay ấy, để cho bò nó chín đều. Rồi khi mà nhìn thấy miếng bò nó gần chín hẳn, nó vẫn còn hơi hồng hồng như này này, là mình sẽ tắt bếp luôn. Lúc này thì chảo nó vẫn còn nóng và mình sẽ tiếp tục đảo, để cho cái sức nóng của chảo ấy nó sẽ làm cái miếng thịt bò của mình nó chín thêm một chút nữa. Chứ nếu như mà mình cứ để lửa to mà mình xào đến khi bò chín hẳn ấy thì bò nó sẽ rất dễ bị dai và nó không còn mềm nữa. Đây là cách mà mình xào thịt bò mà mình thấy nó rất là mềm và rất là ngon. Còn nước chấm thì giống hệt như là cách mình pha nước chấm bún chả hoặc là nước chấm nem ấy. Và công thức của mình khi mà pha các loại nước chấm này ấy, thì là mình luôn trung thành với công thức 5-1-1-1 mọi người ạ. Nghĩa là cứ 5 nước thì sẽ là một mắm, một đường và một giấm. Chỉ có là cái công thức mà mình hay pha thì mình sẽ dùng là nửa giấm và nửa chanh. Như thế thì nó sẽ thơm hơn và nó cũng sẽ không bị chua gắt. Nếu mà mình pha nhiều thì mình cứ thế là nhân lên và nó au chua ngon luôn mọi người ạ. Bún này là mình để từ hôm qua cho nên là mình sẽ phải trần lại qua nước sôi một chút. Mình vẫn nhớ là trước nhà mình khi mà ăn món này ấy, thì là tất cả những nguyên liệu sẽ được bày lên bàn. Do đó thì mọi người sẽ tự tay điều chế, tự tay chuẩn bị bát bún của riêng mình. Nếu thích ăn cái gì nhiều, cái gì ít thì có thể tự làm ấy. Cái cảm giác thích nhất của mình khi mà được ăn món này ở nhà đấy là mình có thể cho hành khô một cách thỏa thích mọi người ạ. Với công thức của mình thì sẽ thêm một ít nộm rau muống nữa. Mỗi tội hôm nay hành khô của mình là hành khô mua đóng gói ngoài chợ ấy. Chứ còn nếu mà hành phi phiên bản nhà làm thì còn tuyệt vời hơn nữa. Xin mời mọi người ăn trưa với bọn mình nhá. Bún bò thì mình sẽ trộn đều lên cho nó thấm nước mắm ấy. Trời ơi ngon lắm mọi người ạ. Thịt bò mềm cực luôn ấy, vừa mềm vừa thơm, ngọt. Món này lại còn nhiều rau nữa, nước mắm chua chua ngọt ngọt. Nói chung là rất tuyệt vời. Phải nói là Việt Nam mình có quá nhiều món ngon luôn ý. Và ẩm thực địa phương của Việt Nam thì cũng rất là đa dạng phong phú. Thế nên là các bạn đang ở tỉnh nào và ở địa phương các bạn có những món gì ngon và đặc trưng thì mọi người có thể vào website đang hiện trên màn hình này để đóng góp thêm những công thức nấu ăn từ địa phương các bạn cho mọi người cùng biết nhé. Và mọi người biết không, đây là một cuộc thi và giải thưởng chung cuộc sẽ dành cho bạn nào có nhiều tương tác nhất trên website, là một cặp vé máy bay khứ hồi nội địa của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với lợi ích phòng trừ cao cấp nữa đấy. Nên là mọi người nhớ tham gia cùng với vợ chồng mình nhá. Cái tên món bún này cũng khá là gây tranh cãi nhá. Bún bò Nam Bộ mà vào trong Nam đã không thấy bán loại bún này. Các anh chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Cái món bún bò này nó ra đời ở con phố Nam Bộ, tên gọi trước đây của phố Lê Duẩn bây giờ ấy, và nó là ở Hà Nội. Đó, nên là từ đó mới ra là cái tên món bún bò Nam Bộ. Nam Bộ không phải là vùng miền mà là chỉ tên cái con phố nơi mà bán cái món bún này. Từ đầu mình sang châu Âu ấy thì thấy ở bên Pháp họ bảo rằng là cái bún bò Nam Bộ này ấy là cái món phổ biến như phở luôn. Đấy là hai món mà được các bạn Tây, đặc biệt là người Pháp yêu thích nhất. Ăn xong thì mình đi pha một bình sâm dứa. Mùa hè là bọn mình nghiện cái trà sâm dứa này luôn. Nó hay ở chỗ là mình pha một cái bình lão loãng thôi nhưng mà nó vẫn rất là thơm ấy và uống rất là mát. Bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ để ra ngoài. Từ chiều cho đến tối thì cả nhà mình sẽ ra ngoài chơi và buổi tối sẽ đi ăn luôn.
là... Những cái dịp nghỉ lễ dài như này ấy, có một việc mà mình cực kỳ thích làm. Đấy là được đi ra ngoài, đi lượn đường đó mọi người ạ. Bởi vì những ngày này ấy, đường phố Hà Nội sẽ cực kỳ vắng và sẽ rất là hiếm khi mình có được cái cảm giác đấy. Trời hôm nay rất là đẹp, mọi người nhìn màu trời kìa. Với cả đặc biệt là những cái dịp lễ quan trọng như này này, là mình chỉ cần đi ra ngoài thôi là từ trong ngõ ra đến ngoài đường luôn, nhà nhà treo cờ, ra đường là thấy kiểu đỏ rực luôn ý, rất là thích, nhìn rất là không khí. Bắt đầu buổi chiều này là mọi người sẽ tập trung ở trên khu vực trung tâm ấy. Mình đi vào đến khu vực trung tâm là bắt đầu đã thấy đông hơn. Đặc biệt là cái con phố Phan Đình Phùng mọi người ạ. Đông như chảy hội luôn ý. Hà Nội thì cũng đang thời điểm bắt đầu trời vào thu, thời tiết rất là đẹp, cho nên là mọi người đang có trào lưu là chụp ảnh cùng với xe hoa nhiều màu sắc như này. Đến buổi chiều thì trời lại hơi mưa mưa, cho nên là nhà mình lại quyết định là thôi lại quay về đi bơi. Hôm nay mình không bơi, ngồi trên chiêu chiêu trông Cami vì Cami đang bầu. Đến tối thì nhà mình lại di chuyển đi ăn một cái quán đồ Thái mà có món sườn cay. Theo mình thấy là ấy, cái hương vị của nó khá là chuẩn so với hương vị mà mình ăn ở bên Thái. Ở đây thì mình thích món sườn cay, thích bạt Thái và mình thấy đồ uống ở đây cũng rất là ngon. Đến tối về nhà thì bọn mình lại tiếp tục cày phim, lại xem nốt cái bộ mà mấy hôm nay đang xem dở. Báo báo thấy bảo là lúc mà đang định quay phần 2 là bị dính dịch đấy. Bọn mình đang xem bộ Signal tín hiệu này, hay cực luôn mọi người ạ, xem cuốn dã man. Nếu mà mọi người mà cũng thích cái thể loại phim theo kiểu mà phá án rồi tìm bằng chứng các thứ ấy, giống bọn mình ấy, thì mọi người phải xem bộ này. Bộ này có khá là lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới xem. Phải nói là một trong những bộ phim phá án mà mình thích nhất luôn ấy. Bộ này là mình sẽ chấm 9,8 trên 10 luôn. Anh chấm bao nhiêu điểm? 10 trên 10, bộ phim trinh thám tuyệt vời. Như thế là cũng hết một ngày nghỉ lễ của bọn mình rồi đấy. Bây giờ mình sẽ kết lại video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.